Tuấn Hải vô tình để lộ một vết thương to ở phần đùi của mình sau trận đấu với đội Thép Xanh Nam Định. Khi trận đấu giữa Hà Nội và Thép Xanh Nam Định kết thúc với phần thua thuộc về đội bóng thủ đô, Phạm Tuấn Hải chỉ thi đấu có một hiệp, chưa đủ lượng vận động, chứ là huấn luyện viên thể lực đã yêu cầu anh phải tập luyện thêm nhằm chuẩn bị những điều kiện đầy đủ nhất cho trận đấu tiếp theo. Và trong thời điểm này thì Phạm Tuấn Hải đã cho chúng ta nhìn thấy một vết thương của anh ở đùi. Lúc đầu thì Vi Long Minh Hải chỉ muốn quay cận cảnh cái cơ bắp của Phạm Tuấn Hải, nhưng mà sau đó thì mình mới thấy là Phạm Tuấn Hải có một vết thương rất to ở phần đùi. Đây có thể là do một tình huống anh bay xoạc. Các bạn thấy không, các cầu thủ luôn luôn là như thế. Họ tận hiến trong từng tình huống, họ cống hiến cho đội bóng bằng tất cả khả năng của mình, kể cả máu của mình. Các bạn hãy cùng like và follow kênh của Vlog Minh Hải để nhận mọi hình ảnh ấn tượng như thế này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.